Dạ, đấy con À, cảm ơn cô Chà, thơm quá <laughs> Ba Bữa nay cho ba ăn cái gì đây? Bữa nay dì Năm nấu nhiều món ngon lắm đó ba <laughs> để con Chị Năm ngồi xuống ăn luôn cho vui Dạ được rồi ông Tôi còn <laughs> nhiều việc ngoài sau á Tôi ăn sao cũng được ừ. <laughs> dạ con mời ba ăn cơm Ừ con ăn đi. Dạ. Nè, cái này là món bà thích đó. Ừ, cảm ơn con. Ủa mà con bị sao vậy Lan? Dạ. Ờ à, dạ con đâu bị sao đâu. Sao bà thấy hình như là nó? À, cái này con bị dị ứng. Vậy à? Dạ. Vậy con sức thuốc gì chưa? dạ con sức rồi ba yên tâm đi nè ba ăn món này đi con nhớ sức thuốc đàng hoàng nghe con con biết rồi mà nếu mà cần thiết thì con phải đi khám nghe dạ đó đại ca em chờ ngày này lâu lắm rồi đại ca đúng như các cụ ta thường nói sông có khúc người có lúc Đời người lúc lên voi, lúc xuống chó. Khi đại ca còn ở đây, em là voi. Lúc đại ca vô trong đó, em xuống chó. Nhưng bây giờ, đại ca về đây rồi. Em lại lên voi. Đại ca, nói không phải trù chứ, đại ca ở trong đó vài năm nữa, em còn xuống chó dài dài. Ui, mẹ mày. Mày nói cái gì đó? Dạ, mày trù tao hả? À, dạ không ạ. À. Đại ca ở trong đó vài năm rồi mà cái món này không quên hả? Thôi, bỏ đi. Mày nhớ lời tao dặn đó. Có chuyện gì, nhớ báo cho tao biết. Dạ đại ca. Em đi đại ca nha. Đại ca yên ừ. tâm, nhanh, gọn, chính xác. Ê mấy đứa. Gì vậy anh? Anh vừa nảy ra một cái ý này hay lắm nè. Đừng, đừng đừng có làm thơ nữa đúng nha đó, không, đó, không không, thơ, đừng có làm đó. thơ nữa nha không phải là thơ mà mình sẽ bình về thời tiết đi thời tiết Ủa? thời tiết trong thi ca việt nam trời ờ. ơi nè mấy mấy đứa có để ý không Chuồng chuồng bay thấp thì mưa ờ đúng rồi đi. không nhưng mà bay cao thì nắng mà nó bay vừa vừa á thì thì làm sao, thì, làm sao? Anh? thì thôi chứ làm sao trời, trời ơi! ơi vậy cũng nói luôn. Nói vô duyên vô quá vô anh ơi hiểu gì hết ba vừa vẹo thơm, thơm. <laughs> chào bạn thực sự á mình nóng trong người tức trong người bức trong người còn bạn á có thể xuống căng tin mua dịp lon xá xị được không giải nhiệt cơ thể ừ? ủa vậy là làm sao mày đừng có thấy thằng công xếu ra tù rồi mày lên mặt nha thằng hùng nó còn ở đây thì thằng công xếu khó lòng mà lộng hành được á thằng công xếu ra tù rồi hả ừ. tụi mày á liệu hồn tao á tụi mày nên nhớ rằng lúc trước tụi mày á đối xử với tao như thế nào từ bây giờ trở đi tụi mày sẽ được nhận lại như vậy còn phải bù nổ nữa nghe chưa Nhìn cái gì? Ừ. Thằng <laughs> ơi Thời thế Thế thời đã đổi thay rồi à Cái gì? Con Lan bị đánh à? Ai đánh nó? Con cũng không biết nữa Khi con đi ngang qua chỗ của Lan Thì bọn người đánh Lan đã bỏ đi rồi Con thấy tinh thần Lan đang quan mang Cho nên con không dám hỏi nhiều Con Lan hiền lành dễ thương như vậy đứa nào dám đánh nó bác nhất quyết phải làm cho ra chuyện này không thể để con bé bị người ta ăn hiếp được dạ con cũng nghĩ như vậy đó bác. còn chỉ có lan bị đánh con nghĩ cũng từ chuyện thằng hùng mà ra thằng hùng là đứa phức tạp lan đi với nó nên mới bị dạ lây như vậy mà trong ba con bé đánh lan cháu chắc chắn trong đó có một đứa là bồ thang hùng. Tại sao cháu biết? Dạ, cháu đón như vậy. Không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa. Dạ, con đã khuyên Lan nhiều lần rồi, mà Lan không chịu nghe. <laughs> Bây giờ Lan bị như vậy, con cũng khổ tâm lắm. Con xin phép bác, cho con được đưa đón Lan để con có bên cạnh và bảo vệ cho Lan. Nếu Lan có chuyện gì, con đau lòng lắm. <laughs> hôm nay người ta có tình yêu có mùa xuân thì có khác ha Ừ. Ba ơi, hôm nay con có hẹn đi dạy học rồi Con lên xe ngay đi Ba Không nói nhiều, lên xe Ba Nhanh đi ba. Lên xe mau đi Tình yêu tôi sợ tình yêu Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nha Tình yêu đến em không mong đợi gì Tình yêu đi em không hề hối tiếc Ê, người hey, hát đâu mày? xin lỗi hùng hôm nay lan không thể đến được rồi tại sao lan đã hứa mà lan lại không đến mình có nên chờ đợi lan nữa không hay thôi đừng hy vọng nữa vì mỗi ngày mình đều cảm thấy hụt hận và rất buồn mình nhớ lan nhiều quá mình đã yêu lan thật sao chắc hùng đã chờ tôi nhiều lắm xin lỗi hùng bây giờ mình không còn chút tự do nào nữa anh đức càng ngày càng xuất hiện ở nhà tôi nhiều hơn tôi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu với con người này sao lòng tôi có chút hoài nghi mơ hồ nào đó không hiểu sao tôi có cảm giác cuộc sống của tôi đang thiếu thiếu gì đó và tôi cũng thường nhớ về hùng Tôi buồn quá Dạ mời chị dạ, cảm ơn. Mấy cái ly này mới mốt Ê... nhớ được kỹ nha Hả? Tới nữa kìa Ừ Yes sir đại ca <laughs> Mày hỏi uống gì rồi mai ra cho nó đi Thôi tao không ra đâu Mày ra đi Tao nhìn nó như nhìn thấy cọp rồi Da gà tao nổi lên cục 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 nè Trời ơi Nó uống nước rồi nó trả tiền Nó có làm gì mày đâu mà mày sợ nó Nguy trang kiểu Út á Con cọp á Dù có mang tấm da nai trên người Nhưng lúc nó thèm ăn á Hay là nó đói bụng Thì nó cũng không bao giờ ăn cỏ đâu Ừ Nó không ăn cỏ mà ăn cái đầu của mày ừ. có khách đi ra ngoài đi đi uống gì ở đây có bán cái gì sinh tố nước ngọt cà phê sinh tố đi sinh tố uống sinh tố hả? từ ngày nó uống cà phê mà, thôi, lỡ làm rồi, cứ uống tạm đi. Cô hai, cô hai, cô hai có sao không? Cô hai, cô tỉnh dậy đi cô hai. Cô hai, bà đi nữa, bà làm gì vậy? Dạ, dạ tôi tưởng cô. <laughs> bà tưởng tôi chết chứ gì? Ai trong cái nhà này cũng mong tôi chết đó đó. Cô hai xuống ăn cơm đi cô hai. Tôi không có ăn. Xuống ăn cơm đi cô Từ sáng giờ cô đâu ăn gì đâu Mệt bà quá Không có ăn cái gì hết á Không phải các người thích tôi chết lắm hả Ăn làm gì chứ Hay tôi lấy ly sữa Cho cô uống Rồi một hồi Cô đi ra ngoài dạo cho khỏe Nha cô Ba má tôi về chưa Không biết ba má tôi còn nhớ Là họ còn có con không nữa Do ba má cô bận công việc nhiều quá. Nhưng lần nào sinh nhật của cô á, ba má cô cũng đều gửi quà cho cô mà. Ba má tôi trả tiền cho trợ lý để họ nhớ chuyện đó mà. Ra ngoài đi. Để cho tôi được yên. Alo Alo Em hả Tối nay đi ba không Sao anh không để tôi yên hả <laughs> Đang buồn bực sao Vậy thì nên đi ăn cái gì đó Ăn uống Là cách giải buồn hữu hiệu nhất Ăn hải sản nha Anh mời Ok Em thấy chưa Ở trên thế giới này Chỉ có một mình anh là quan tâm tới em thôi còn cái người mà em trông mong á Có giống được như anh không? Ok Ủa Tao kêu sinh tố mà tại sao mang cà phê ra đây? Sinh tố hết rồi Nhiều tiền? Mười ngàn Ừ. Ê Rớt rồi, lập đi Mày nhìn cái gì? Tao đi nhậu với em Tuyết Nhi đi. Không có ai quan tâm đến em á. Mặc dù em đã rất là cố gắng. <laughs> em đừng có nói như vậy. Anh luôn quan tâm đến em. Em muốn gì á? anh cũng đã chịu em ngay cả đánh dặn mặt gia sư của thằng hùng anh cũng đã chịu ý em rồi <laughs> nếu thằng hùng mà biết được chuyện đó chắc là nó sẽ giận em lắm đó anh thấy em có đẹp không <laughs> em không những đẹp mà là quá đẹp nhưng anh hùng không để ý gì tới em hết lại thằng hùng đừng có nhắc tới nó đang vui anh không thích <laughs> em không hiểu tại sao anh ta lại thích người khác mà không phải là em em đã làm bao nhiêu việc về anh ta tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy chứ anh anh đã nói là em đừng có nhắc tới thằng ông nữa <laughs> em quên chuyện đó đi anh sẽ làm cho em vui dạ em cảm ơn mày đang suy nghĩ cái chuyện thằng công xéo đi nhậu với tuyết nhi hả không nhưng mà tuyết nhi không nên liên quan tới cái thằng đó đúng là mày đang suy nghĩ về chuyện đó rồi mặt sát tụi nó đi có đứa nào tốt đẹp đâu em quên chuyện đó đi anh sẽ làm cho em vui em thức dậy rồi hả? Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè, tắm xong rồi nhớ ra ăn nha. <cười> <cười> Nè anh ăn sáng rồi Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè Anh có mua Một cái bánh kem Để kỷ niệm Một đêm hạnh phúc Đầu tiên của chúng ta Đêm đầu tiên Đúng vậy đêm đầu tiên của chúng ta mà kỷ niệm hả ừ. kỷ niệm hả đồ khốn nạn đêm đầu tiên hả kỷ niệm hả em nói anh khốn nạn hả cái chuyện tối qua là em tự nguyện mà anh đâu có ép buộc gì em đâu <cười> à. <cười> hôm nay nhìn nàng thiệt lạ mày bị thất sủng rồi như <laughs> vậy đỡ rồi bình an cho anh em <laughs> hôm nay á cửa sổ đẹp hơn em rồi hùng ơi em ấy nhìn cửa sổ không hả à? chào mấy anh mẹ em có nấu khoai lang gửi cho mấy anh ăn nè Ủa có khoai lang ăn thiệt hả? Anh thích ăn khoai lang lắm á. Đâu 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 đâu. Nè 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 nè. Có cái gì mà mày nè, không thích đi. không? Tao gì không thích đó mày. Tao dễ nuôi. Tiết Nhi, ăn khoai nè. Không ăn. Hôm nay người đẹp không vui. Để cho thi sĩ ăn khoai một mình. Ngày mai người đẹp sẽ vui để cho thi sĩ ăn 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 ăn. Tôi nói chồng biết tôi cảnh cáo ông á? Ông mà làm thơ liên quan đến tôi, dính dáng đến tôi là ông chết với tôi đó. Ê, Ê, ăn hay, ăn có cái thì cái này một này mình, nghe một, một nghèo. Một mình ăn khoai. Đây, ăn ý, khoai thì dính dáng gì tới đây. người đẹp đâu? Chừng nào tôi nắm một mình ăn người đẹp kìa, một ông mình ăn khoai. <laughs> không tính đội khách đó chứ ờ uh, mời em ngồi em muốn gì ở đây có gì em biết mà em không biết ở đây có xin tô bơ mảng cầu cà rốt xoài dừa nữa vậy thì mỗi thứ một ly Khoan đã Nhưng mà chính tay anh đem ra mới được nha Hôm nay á, thấy Tuyết Nhi làm sao á Là lẽ? Em cũng là con gái mà Sao ấy anh Em đâu có như vậy Em đâu có bất cần như Tuyết Nhi Anh còn xong rồi hay để em mang ra giùm anh thôi để anh <laughs> sao mấy cái ly không có đồ trang trí thơm để cho anh mấy cái đồ trang trí Được cho em? Em muốn năm cái ống hút màu xanh. Ống hút của em đây. Em muốn anh ngồi với em. Tiết Nhi, anh còn phải phục vụ. Thì ngồi đây cũng là phục vụ mà. em cần người phục vụ sao vô trong luôn anh cũng cần người phục vụ nữa nè sao vậy buôn bán mà không biết mang nước ra cho khách hả nè em tới lâu chưa Muốn gì thì gọi đi. Cho tao một ly sinh tố cà chua. Tụi bay uống gì, kêu đi. À, cho một ly sữa tươi nha. Nhưng mà càng tươi càng tốt nha anh bạn. À, cho ly sinh tố. Cho tao một chai bia. Và hai cô gái đẹp. Ừ. Ở đây chỉ có nước uống thôi. Không có gái. Có thôi, làm gì ghê à. Một ly sinh tố bơ. Nhiều sữa ngang. hai lên sinh tố bơ một lên sinh tố cà chua ừ để làm cho coi đại ca kìa mày <cười> <cười> đúng là đại ca <laughs> trời ơi thơm hả em bữa nay tay chai sạn hết rồi nè tội nghiệp quá thôi <cười> 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 anh hùng kỳ này là mời tuyết nhiên rồi tuyết nhiên mà chơi với bọn công xíu thế nào cũng sẽ bị hãm hại anh đang nghĩ cách đây Em thấy lo lo làm sao á Mấy bữa nay Tuyết Nhi không có được bình thường Anh ra đi Ê ừ? Tao muốn nói chuyện với mày <laughs> Mình đến đây á, là để uống nước Muốn nói chuyện á Khác nha Khi nào mà mình cảm thấy uh, Có nhà hứng á mình sẽ liên lạc với bạn sau nha à, anh anh hùng em 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 nhờ anh anh chuyện này nha em làm sao vậy ừ. hả thôi mà anh đi vô đi em làm sao vậy sao không để anh nói chuyện với nó tại sao em không muốn quán có chuyện đâu Tính tiền đi Tất cả là trăm sáu Trăm sáu hả? Bạn phục vụ cái kiểu gì vậy bạn? Mình kêu ly cà Bạn không đem ra Thôi được Không thành vấn đề Có một trăm sáu thôi mà Mình không có một trăm sáu Mình có hai trăm mà ừ? Hỏi thôi Ê Không cần tao không lấy tiền bo đặc biệt là tiền của mày tao chỉ lấy những đồng tiền thuộc về mình thôi <laughs> cứ bình tĩnh đã nếu mà mày không lấy thì cứ coi cái này là rác đi ok đi tụi bay đi mày <cười> <cười> đi nha <laughs> Thơm Em để nó đi Quên chuyện đó đi anh Nhớ kêu thùng rác đi Mẹ em nói Đồng tiền không có tội Chỉ có những kẻ Không biết sử dụng nó một cách chính đáng Thì mới có tội thôi Đây là công sức chúng ta lao động mà có Dù là tiền thừa hay là gì đi nữa Thì nó cũng xuất phát từ chúng ta một cách chính đáng Còn nếu như anh không trân trọng nó Thì thấy bỏ nó đi bánh tráng không ừ. không ăn à. ừ. thấy mấy bữa nay tuyết nhi có gì khác lạ lắm nha bình thường á coi thường bọn công xíu với lại sơn đen ra mặt, mà dạo này á thấy nhi thân với tụi nói dữ lắm á thơm nói cho nhi nghe tên công đó không phải là người tốt đâu nhi chơi với hắn tuyết nhi sẽ không được an toàn á im đi Tôi chơi với ai Tôi làm cái gì thì kệ tôi coi <laughs> là cái gì mà phán xét như vậy hả Nhi Mình nói nhỏ mà sao Nhi là lớn dữ vậy, vậy Hay là ba má tôi Kêu cô theo dõi tôi đúng không Ờ, à, Không 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 có không có không có Ôi Ê... Chào Em làm sao vậy? Có chuyện gì hả? không có chuyện gì tối nay đi vụ trưởng với anh nha ok ừ. tại sao lại nhất quyết dạy học cho cậu ta nếu thật sự em không có ý gì Tôi là một gia sư có trách nhiệm Không thể nói nghĩ là nghĩ được Làm gia sư thì có bao nhiêu tiền đâu Ai cần em có trách nhiệm chứ Vì không bao nhiêu tiền Nên không cần có trách nhiệm à Thôi được rồi Anh không muốn tranh luận với em Anh chỉ muốn em nghĩ vậy Đó là công việc của tôi anh không thể nói anh muốn cái này anh muốn cái kia rồi bắt tôi làm theo được em dạy ai cũng được nhưng tại sao cứ là cô ấy đơn giản vì cô ấy có khát giọng học tập và trả tiền đàng hoàng còn tôi là một gia sư cần kiếm những đồng tiền chân chính vậy anh sẽ trả tiền cho em <laughs> tôi không cần những đồng tiền không phải giờ tôi đổ một hôi làm ra tôi không muốn nói chuyện với anh nữa anh về đi em đi đâu vậy chúng ta chưa nói xong mà anh nhớ kỹ nha tôi đi đâu làm gì đó là quyền của tôi không liên quan tới anh đề nghị anh không can thiệp vào công việc của tôi ừ. nhưng đó không phải là công việc chị lan lan dạ con chào bác cháu đừng lo bác đã có kế hoạch rồi con nhỏ đó là ai vậy bạn gái công xíu mày ra đó khi nó vô đây dạ yeah. <laughs> <laughs> lên em ơ à, chào chủ khỏe không anh sao anh tới đây mà không báo cho em biết anh ra tù khi nào vậy anh mới vô đây thôi anh vô đây á để kiếm em út sẽ xui mày có ai không giới thiệu cho anh đi À, đây là bạn gái của em à, em quên giới thiệu cho anh còn đây là đàn anh của anh quen khi ở trong trọng á ờ ngồi đi em dạ ngồi xuống đi, đi. em ờ à, đã mày không giới thiệu cho anh mày em nào hả hay là như vậy mày kêu bạn gái của mày á ngồi đây với anh đi em em qua ngồi với anh đi đi yeah. cho kêu em mày nghe nó cái thằng dũng cày chó chết hả à, anh vô anh ơi <laughs>

cháu Ve chai mấy người là chiêu môn xé bao rác của người ta Bỏ rác dơ nhóc ngoài đường Đổ tù lum tà la Cháu đi đi Cháu đâu có xé cái bịch đó đâu Cháu Cháu bỏ gọn vô rồi mà à, Không không phải cháu Không phải cháu Còn mới ve chai đó Bác bán luôn cho cháu nha Bác mà không bán cho cháu Bác Bà... không bán được cho ai đâu Ui Ui nè mày mộng du hả nói cho cùng thì cũng không ai sướng bằng mày mỗi sáng đi làm còn có tài xế riêng nữa chứ Còn được đưa lên mây nữa hả? <laughs> hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi! Ai phá hết rồi? Bị ăn trộm hết rồi? Má đó. Chắc là thật không xíu Là nói chứ không ai hết Thật là khốn nạn mà Con định đi đâu đó Dạ con đi dạy thêm Con đi dạy thằng Hùng nữa à ừ dạ ba tưởng là con đã hiểu ba muốn cái chuyện này chấm dứt rồi mà ba con đã nhận dạy người ta rồi con nói nó tìm gia sư khác là xong chứ gì nhưng mà con nhận luôn học phí của người ta rồi con cứ làm mọi việc quan trọng những tiền rồi thì trả lại cho nó ba cho con trả gấp đôi Vấn đề này không phải là tiền Ba không hiểu hoàn cảnh của Hùng đâu Hùng đã bị sa ngã Bây giờ cậu ấy muốn đứng lên Cậu ấy chọn con đường học vấn để tiến thân Cậu ấy quyết tâm học dữ lắm Ba biết không Tiền để trả học phí cho con Là tiền cậu ấy đi làm thêm mà có đó Bây giờ cậu ấy không dựa vào gia đình nữa Mà tự mình bươn chải Ba biết Đó là cái ưu điểm của nó Nhưng mà so với những khuyết điểm Ba thấy nó không phải là người tốt Nhưng anh Đức cũng không phải là mẫu người Con có thể có tình cảm Bà đừng ép con phải nghe theo lời của ảnh Bà Con vốn á Muốn tập cho mình một cách sống tự lập Nên con mới đi dạy thêm Để kiếm tiền trang trải Như vậy không tốt sao ba Thôi được rồi Cái chuyện con với thằng Đức á Thì con tự quyết định Còn cái chuyện thằng Hùng Ba quyết định ba không muốn thấy con bị chặn đánh ở dọc đường một lần nữa nghe chưa ba ạ à, cái chuyện đó không có liên quan gì tới việc con dạy học thêm cho hùng hết á có thể đó chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi à con không thể nào mà cứ nhốt mình trong nhà hoài được ba ba hãy cho con làm việc mà con thích đi nha ba <laughs> ba thôi bây giờ vậy nếu con muốn dạy thêm á thì con kêu nó qua đây mà học chứ ba không thể yên tâm khi mà con tới chỗ nó con dạy <laughs> ba ba còn phải đi giám sát công trường mà cái công trường này mới là quan trọng hơn nè nếu mà con không có tình cảm với nó thì con sợ gì ba giám sát phải không <laughs> dạ con sẽ kêu hùng tới đây học <laughs> nha ừ. từ nay cô làm ơn đừng gọi điện cho tôi nữa anh cạc tào đáo máng ghê vậy đó tôi chỉ định báo cho anh tin này thôi chuyện gì nói đi đến quán hùng đi rồi biết <laughs> tôi nhắc lại một lần nữa từ nay đừng làm phiền và gọi điện cho tôi nữa ok anh